Lại tiếp tục là một phiên ép bán. Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay VN-Index đóng nến ở vùng 1218.57, chiết khấu hơn 13 điểm. Tương ứng, VN30 chiết khấu hơn 15 điểm, đóng nến ở vùng 1271.2. Hôm nay dòng tiền tập trung vào sắc đỏ nhiều hơn với 305 mã cổ phiếu đỏ điểm. Và chỉ mới có 75 mã cổ phiếu giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay thôi. Thì đâu đó là lực bán cổ phiếu đỏ điểm đang gấp 3 lần số mã cổ phiếu mà xanh điểm trong phiên hôm nay. Hôm nay thị trường cũng bị khối ngoại ảnh hưởng với cái mức chiết khấu của khối ngoại. Hôm nay khối ngoại bán ròng hơn 1.315 tỷ. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy là cái mức bán ròng của khối ngoại lên đến là 956 tỷ, là một cái phiên bán ròng cao rồi. Hôm nay còn cao hơn hôm qua. Và hôm nay tập trung chính vào ba mã cổ phiếu như Vinhome, FPT, SI. Nhưng mà Vinhome bán nhiều nhất anh chị với 700 tỷ, FPT 337 tỷ, SI hơn 200 tỷ. Ngoài ra Vinamilk, VBank và TCB, Khang Điền đều bị nước ngoài đều bị khối ngoại bán, nhưng mà cái mức chiết khấu thì không mạnh bằng ba mã cổ phiếu Vinhome, FPT và SI. Cả nhà mình nhìn vào thanh khoản một chút thì có thể thấy là bắt đầu từ lúc 9:40 là thanh khoản đã có những cái sự nổi trội hơn so với phiên ngày hôm qua. Ở cái lực bán bắt đầu vào 9:40 mạnh hơn phiên hôm qua và duy trì đến tận phiên chiều. Ở ngày hôm nay thị trường kết phiên với mức thanh khoản hơn 18.600 tỷ, thì mức thanh khoản này chỉ nhích nhẹ hơn so với phiên thanh khoản hôm qua thôi. Chứ nhìn chung thì phiên thanh khoản ngày hôm nay không phải là một cái phiên mà vốn bán quá là mạnh, không phải một cái phiên mà bán ào ạt ra cả nhà nhé. Chúng ta cùng phân tích về thị trường, phân tích về một chút về VN30. Thì nếu như mà nhìn về VN-Index thì phiên hôm qua em có phân tích cho cả nhà, thị trường đã mất những cái vùng cân bằng trong ngắn hạn vùng 1236 rồi. Hiện tại đang có những cái pha điều chỉnh và chiết khấu về những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng cân bằng tiếp theo. Thì đối với thị trường ngày hôm nay đã có một cái phiên mở gap đi xuống cả nhà. Thì khi nào cũng vậy, thị trường mở gap thì chắc chắn cũng sẽ có những cái phiên mà lấp lại cái vùng gap. Và đoạn này thì cái lực giảm của VN-Index khả năng là sẽ còn tồn tại trong đầu tuần tới. Tầm phải 2 phiên nữa đến 3 phiên nữa cả nhà nhé. Tầm đầu tuần tới chúng ta vẫn thấy là hai kiếm ở một cái biên độ siết rất là chặt, thì khả năng sẽ còn những cái nhịp giảm điểm, còn những cái nhịp chiết khấu. Và hiện tại cái lực đỡ của VN-Index, lực đỡ của thị trường tiếp theo ở cái ngưỡng 1.205. Thì khi mà chắc chắn là chúng ta chưa có đáy ở đây anh chị, chưa có đáy ở đây. 1.205 lần này không phải là đáy của thị trường. Bởi vì với cái lực siết đối với hai kiếm như thế này của VN-Index thì chưa thể nào tạo đáy ở vùng 1.205 được. Nhưng mà chạm cái vùng 1.205 sẽ có một lực hồi đối với VN-Index. Thì anh chị nào chúng ta đợt vừa rồi chúng ta đã cơ cấu xong tài khoản, chúng ta đang còn giữ nhiều tiền mặt, thì đoạn tới khi mà thị trường chạm cái ngưỡng 1.205 thì sẽ cho các anh chị mình cái cơ hội chúng ta có thể là T cộng đối với cổ phiếu cả nhà nhé. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ đợi cái nhịp chỉnh của VN-Index, nhịp chỉnh của thị trường sẽ bớt áp lực đã. Chúng ta sẽ đợi cân bằng lại cái vùng 1.205 đối với VN-Index. Và cùng với đó thì nhìn qua VN30, nếu VN-Index ở vùng 1.205 thì lúc đó khả năng là VN30 cũng sẽ chiết khấu sâu hơn một chút, về lại những cái mốc quanh vùng 1.205X. Thì đâu đó hiện tại VN30 vẫn chưa có khách sạn. VN30 cũng tương tự với trạng thái của VN-Index là sau 3 phiên nữa, cái trạng thái khách sạn của VN30 sẽ mở ra. Và lúc này thì khách sạn của VN30 mở ra ở ngưỡng là 1.209X. Thì lúc này cái cơ hội cho chúng ta để T cộng đối cổ phiếu hoặc là trading hạ giá vốn đối với T0, T1. Đối với cổ phiếu mà đang có sẵn trong danh mục của cả nhà mình, đợt vừa rồi chúng ta chưa kịp cơ cấu, thì đoạn này sẽ là một cái đoạn tiềm năng để anh chị mình thu sức mua về. Chúng ta sẽ đợi một cái nhịp mà bắt đáy tiếp theo đối với nét đối với thị trường cả nhà nhé. Để nói về đáy lần này đối với nét thì cái ngưỡng 1.205 không phải là hỗ trợ quá là cứng. Với một cái biên độ tích lũy rất là chặt trong trung hạn thì chắc chắn là thị trường không chỉ là dừng chân ở cái ngưỡng 1.205, có thể là thị trường sẽ quay về những cái vùng khách sạn tháng của chúng ta quanh vùng 1.106X tại nhà ha. Thì lúc đó chúng ta mới có thể là đánh giá được thị trường tạo đáy hay chưa, hoặc là thị trường có cân bằng được hay không, thì chúng ta sẽ đánh giá cái nhịp sau. Còn nhịp này thì tận dụng cái nhịp mà thị trường
hồi lên. Đó, thì các anh chị mình cơ cấu ha, các anh chị mình tận dụng cái nhịp này có thể là trading đối cổ phiếu của mình. Tất nhiên là cả nhà mình thấy cái giai đoạn tầm tháng 8 vừa rồi, khi mà VN-Index có một cái vùng đáy ở vùng 1.108x anh chị, 1.184, 1.185 đấy, thì trong một cái quá trình giảm điểm chiết khấu từ cái vùng đỉnh 1.209x mà về cái vùng 1.108x thì không phải là thị trường giảm hẳn luôn, không phải là có những cái phiên mà giảm sốc giảm tới 1.108x để tạo đáy luôn anh chị, mà trong cái nhịp giảm sẽ có một cái nhịp hồi. Thì đợt vừa rồi như thị trường đã dừng chân ở cái ngưỡng là 1.220 đúng không anh chị? Khi mà có một cái lực chiết khấu sâu quá thì thị trường đã cân bằng ngắn hạn ở vùng 1.120, sau đó vào cái phiên ngày 24 tháng 7, sau đó hồi lên được một chút, một đoạn nhẹ lên vùng 1.258. Thì khi mà hồi lên 1.258 mới bắt đầu cái nhịp giảm điểm cuối cùng của VN-Index, giảm điểm để tạo đáy đợt tháng 8 vừa rồi. Thì lần này cũng vậy cả nhà, lần này chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội, có cái cơ hội để đánh một cái nhịp hồi, có cái cơ hội để mình thu sức mua lại, giữ một cái lượng vốn lớn để anh chị mình có thể bắt đáy đoạn sau cả nhà nhé. Và lại ngày hôm nay chúng ta thấy là có một cái vùng gap của thị trường mở gap down đi xuống. Thì tất nhiên cái vùng gap nào cũng sẽ có những cái nguy cơ nó lấp lại gap anh chị. Gap mở ra là để lấp lại mà đúng cả nhà. Chúng ta sẽ tận dụng nhịp này ha. Tầm 2 đến 3 phiên tới thị trường sẽ có khách sạn rồi, thì chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta trading. Và mã cổ phiếu ngày hôm nay em muốn mang đến cho anh chị, chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn về cổ phiếu này, để cho anh chị nào chúng ta đang cầm hàng, chúng ta đang bị kẹt hàng, thậm chí là chúng ta muốn trading mua mới ở nhịp sau, sẽ có kế hoạch hành động. Hôm nay em mang đến cho anh chị mình đó là BID, một mã cổ phiếu bên nhóm ngân hàng. Đoạn này thì cả nhà mình có thể thấy ngày hôm nay khi mà BID đóng nến tuần, cái ngưỡng đóng trên nến tuần ngày hôm nay dừng chân ở cái ngưỡng là 44.7. Thì khi mà BID đóng nến ở 44.7 có nghĩa là cổ phiếu đã mất vùng hỗ trợ tuần rồi, mất hồ vùng hỗ trợ tuần ở vùng 45.6 rồi. Giai đoạn này cũng giống cái giai đoạn đợt tháng 7 vừa rồi, khi mà BID cũng không dừng chân được ở cái ngưỡng hỗ trợ tuần mà có một cái lực chiết khấu sâu hơn đối với cổ phiếu này. Đợt vừa rồi, cái giai đoạn tạo đáy vừa rồi BID chiết khấu đóng nến ở cái ngưỡng là 43.5, tạo đáy ở cái ngưỡng 43.5 đúng không anh chị, quanh vùng 43. Sau khi mà tạo được cái vùng đáy 43 thì cái lực hồi phục của BID rất là mạnh, thậm chí có thể là đâm lên những cái vùng mà giao găm luôn, vượt giao găm rất là bình thường cả nhà. Thì đợt lần này chúng ta cũng sẽ cân nhắc đối với BID. BID là một mã cổ phiếu tiềm năng. Nếu như anh chị mình chúng ta xét một chút về trung hạn và dài hạn đối cổ phiếu, thì hiện tại là trong khung tháng chúng ta thấy là BID vẫn giữ được một cái đà tăng trưởng tương đối là tốt, và trong trung hạn hơn thì cổ phiếu đang có những cái vận động là quay trở lại những cái vùng hỗ trợ phía dưới, quay trở lại những cái lực đỡ vào tháng 7, tháng 8 vừa rồi quanh cái vùng giá 43. Thì 43 sẽ là vùng giá tiềm năng trong thời gian sắp tới, kỳ vọng là ở vùng 43 này chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi đối BID. Cả nhà mình có thể là lưu ý một cái vấn đề là khi mà BID mất hỗ trợ tuần thì đằng nào cổ phiếu cũng sẽ quay về lại cái vùng hỗ trợ tuần cho anh chị mình thôi. Ngày hôm nay đã đóng nến mất hỗ trợ tuần rồi, thì những cái phiên sau khả năng là sẽ có những cái nhịp quay trở lại cái vùng hỗ trợ tuần 45.6 cho cả nhà. Và tại sao ngày hôm nay em mang đến cho anh chị mình mã cổ phiếu BID? Bởi vì em thấy BID vận động tương đối là giống thị trường. Sau 2 phiên nữa, sau 3 phiên nữa, sau 2 phiên, chính xác là sau 2 phiên cả nhà, thì BID sẽ mở cái vùng khách sạn hút nhá lên. Thì đây là cơ hội lớn cho anh chị mình. Sau 2 phiên nữa cả nhà ha, chúng ta sẽ chờ đợi 2 phiên tới để chúng ta giải ngân BID cho đủ an toàn, cho đủ cái mức an toàn. Anh chị nào chúng ta đang kẹt hàng BID cũng vậy, hoặc mua mới BID cũng vậy. Sau 2 phiên nữa anh chị mình cứ để cho nó đạp, cho tới bến đi anh chị. Chúng ta đừng có lo, anh chị kẹt hàng đừng có lo ở cái vùng này. Chỉ cần anh chị mình không sử dụng margin là được rồi anh chị. Chúng ta đang sử dụng tiền mặt để chúng ta mua thì anh chị mình cứ kệ đối với BID. Nó giảm đến đâu thì càng giảm thì càng ngon cả nhà. Càng giảm trong đoạn tới, càng giảm trong những phiên đầu tuần thì càng ngon. Tại vì khi mà BID càng giảm thì cái lực hút của khách sạn sẽ càng lớn đối cổ phiếu này. BID càng mất cân bằng thì cổ phiếu sẽ nhanh chóng hồi phục lên lại được.
cả nhà nhé. Khách sạn sẽ mở rộng ra và cái khách sạn này sẽ là một cái khách sạn rất là mạnh đối với BID. Đoạn này thì theo dự tính của em, khả năng là BID sẽ chiết khấu về lại cái vùng đáy cũ, quanh vùng giá 43 một lần nữa. Thì vùng 43 sẽ là vùng mục tiêu đối với cả nhà mình. Và không biết là có về lại vùng 43 hay không, nhưng mà sau 2 phiên tới là cả nhà có thể giải ngân BID. Có thể là cổ phiếu sẽ lưng chừng ở vùng 44 thôi, không chiết khấu về 43. Và có thể là BID sẽ nhúng xuống vùng 43 một chút. Nhưng cả nhà mình cứ yên tâm, bởi vì sau 2 phiên nữa khách sạn sẽ mở ra rồi, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội T cộng đối với cổ phiếu, có những cái cơ hội anh chị mình trading lại, hạ giá vốn đối với BID. Và đặc biệt là cả nhà mình đang cầm hàng, đừng có lo sợ đối với BID. Đoạn này thì với cái trường hợp mà BID quay trở lại cái vùng 43, thì cái khách sạn mở ra sẽ loanh quanh cái vùng 46 cho cả nhà mình, sẽ hồi lên được vùng 46 ha. Trước mắt thì khách sạn sẽ mở ra 46, nhưng mà cả nhà mình phải cân nhắc là chúng ta đang có cái lực lực kháng cự ở khung tuần. Lực kháng cự ở khung tuần hiện tại 45.6. Trước đó thì 45.6 là lực đỡ của khung tuần, nhưng mà hiện tại bởi vì phiên ngày hôm nay BID đóng nến mất vùng 45.6 rồi. Bởi vậy là 45.6 trở thành cái vùng kháng cự đối BID trong ngắn hạn. Thì chúng ta nhịp này chúng ta sẽ đánh lên cái vùng giá 45.6 đến vùng giá 46, thì anh chị mình có thể là hạ ra đối BID. Các anh chị mình có thể là chốt lời đợt sau hoặc là trading hạ giá vốn. Thì nói chung anh chị nào đang kẹt BID thì liên hệ đến em Thảo. Em sẽ hỗ trợ các anh chị cơ cấu lại BID, hỗ trợ các anh chị những điểm T0, T1 để về bờ được đối cổ phiếu, để sắp tới chúng ta có một cái lượng tiền nhiều. Chúng ta sẽ có một cái lượng tiền lớn, có một cái sức mua lớn để bắt đáy đối với thị trường, đối với những cái mã cổ phiếu khác ha. Hoặc là bắt đáy đối với BID. Cả nhà nhé. Sắp tới thì những điểm mua, điểm bán hoặc là khi nào mà cổ phiếu rủi ro, chúng ta mua mà sai chiến lược anh chị, mua mà không không thành công BID, BID lại chiết khấu thêm hoặc là có những cái điểm rủi ro gì đó, thì em sẽ báo cho cả nhà mình trong rung tín hiệu, cũng như báo cho anh chị mình chúng ta đang nắm giữ BID, chúng ta đang cầm BID cả nhà nhé. Mọi biến động của cổ phiếu này em sẽ theo dõi và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, chúng ta sẽ cùng nhau có một cái khoản lợi nhuận tích cực trong thời gian tới. Khi mà thị trường ở một cái xu hướng mà nhà đầu tư là gọi là chán nản rồi, một cái giai đoạn mà thị trường ép bán, một cái giai đoạn là chán nản cực độ, thì chúng ta lại có thể là tìm thấy những cái cơ hội trong ngắn hạn, có thể là tìm thấy những cái vùng giá anh chị mình mua mà có lợi nhuận được đối cổ phiếu. Thì ngày hôm nay em mang đến cho anh chị BID, cũng như trong video này em đã phân tích rất là kỹ đối cổ phiếu này rồi. Thì anh chị nào chúng ta đang muốn tham gia cổ phiếu T cộng sắp tới, hoặc anh chị nào chúng ta đang có BID mà bị kẹt hàng, thì cả nhà nhớ những cái vùng mà em vừa chia sẻ cho cả nhà mình. Ok, hôm nay video của em xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc cả nhà mình sẽ có cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và có vấn đề gì cần cơ cấu danh mục, cần em hỗ trợ về cổ phiếu, liên hệ đến em. Cuối tuần em sẽ dành thời gian ra để hỗ trợ cả nhà mình, hỗ trợ anh chị mình, để tuần sau chúng ta sẽ có kế hoạch hành động tốt hơn ha. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc các anh chị mình cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo và trong phiên live tiếp theo.